Thủy Hử, Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Khi đó Vận Kha tức giận, xách giỏ đi thẳng tới chỗ Võ Đại bán hàng. Vừa đi tới nơi, thấy Võ Đại gánh hàng ở phố kia, mới lại gần kiếm chuyện hỏi đùa rằng: "Lâu nay không gặp Đại Lang, sao dạo này béo thế?" Võ Đại nói: "Xưa nay ta vẫn bình dạng như thế, làm gì có béo. Hôm nọ ta vẫn tìm lúa ngô mà không thấy có, người ta nói nhà Đại Lang có. Nhà ta không nuôi ngan vịt, làm gì có thứ ấy. Nhà ông không nuôi ngan vịt thì ông được vợ để cho ăn được béo thế kia." Võ Đại mới mắng rằng: "Đồ khỉ này, vợ tao không đi chim chuột với ai, sao mày dám bảo tao là vịt?" "Phải, vợ ông không chim trai, nhưng có trai chim vợ ông đấy." Võ Đại lại hỏi rằng: "Ai đấy? Chú nói anh nghe, anh có biết gì đâu?" Vận Kha nói: "Tôi nói đùa thế thôi, nhưng có nói ra thực thì cũng ngại. Chả lẽ vợ ông như thế mà ông lại không biết hay sao?" Võ Đại mới nói: "Chú bảo thực cho anh, tôi xin biếu chú 10 cái bánh." "Thôi, không cần đến bánh chưng. Có muốn hỏi đến ai thì mời tôi vào quán uống vài chén rượu, tôi nói khẽ cho mà nghe." "Được được, chú muốn uống rượu thì theo tôi vào hàng." Rồi Võ Đại mới quẩy gánh cùng Vận Kha vào một quán hàng. Khi đặt gánh xuống, vào hàng hai người cùng ngồi, Võ Đại mới lấy rượu thịt và bóc một vài chiếc bánh chưng, rồi mời Vận Kha. Vận Kha mới nói: "Rượu uống ít thôi, lấy thêm thịt ăn thì tốt." Võ Đại bảo Vận Kha: "Thế chú nói cho tôi biết đi." "Việc này không thể vội, đợi tôi ăn uống xong đã." Sau khi ăn xong, Võ Đại hỏi thì Vận Kha nói cho hay rằng: "Vừa rồi tôi đem một quả tuyết lê tìm Tây Môn Khánh để đòi tiền mà tìm y không thấy. Có người bảo với ở trong buồng vương bà, cùng với vợ Võ Đại gian díu bấy lâu. Tôi mới đến đấy cốt để kiếm y mà hỏi tiền nợ. Không may bị mụ vương bà chó má ấy không cho vào buồng tìm, rồi sinh sự lôi thôi, mụ lại tát tôi mấy cái, mới tức bực mà tìm đến Đại Lang. Nếu lúc nãy không kiếm được một vài câu nói khích thì ông đâu có chịu hỏi tôi." "Có thực thế ư?" "Tôi bảo ông là vịt, để cho hai đứa nó vui sướng với nhau mà. Tôi nói thực, ông cứ đến buồng vương bà xem thật hay giả." "Nào tôi có biết đâu, vợ tôi vẫn nói là sang vương bà khâu vá. Khi về thấy má ửng hồng, tôi đã hơi nghi rồi. Ai ngờ lại thế. Bây giờ tôi gửi hàng đây, để đi bắt gian phu dâm phụ có nên chăng?" "Ông già cả mà không hiểu biết, con mụ chó vương bà ấy nó ghê gớm lắm, làm sao ông dám ra tay. Nó ba người ám hiệu cho nhau, như ông đến nó nom thấy thì nó lẩn ngay thoát được. Mà Tây Môn Khánh lại là thằng côn đồ, nó đánh cho ông 10 cái thì nguy. Nếu có thừa kiện, nó có tiền có thế, mà ông một mình ở đây thì làm chó gì được nó. Có thể nó giết ông cho khỏi mang tiếng." Võ Đại nghe liền mắng bảo rằng: "Phải, chú nói đúng. Vậy làm thế nào nhỉ?" "Tôi bị con mụ vương bà chó má ấy nó đánh còn tức giận đây. Hôm nay có lẽ chúng tan rồi, phải dính ngay ngày mai mới được. Vậy chiều nay ông có về nhà thì cứ như mọi ngày, đừng nói năng gì ra mà lộ, nghi hoặc tức tối. Rồi ngày mai làm ít hàng thôi, quẩy ra chợ bán. Tôi ở ngõ hẻm đợi ông, ông đặt gánh hàng ở đó. Tôi tới tôi đến khiêu khích mụ già cho nó đánh tôi. Tôi làm cho giỏ quả rơi ra thì ông chạy giả vờ can rồi nhặt hộ. Khi ấy tôi nắm lấy mụ già sinh sự thì ông chạy thọc vào buồng mà bắt lấy gian phu dâm phụ. Kế ấy như thế nào?" "Hay lắm, thế mới thực là anh em. Tôi có ít tiền đãi chú mang về mua gạo, sáng mai cơm nước xong đến phố Tử Thạch đợi tôi để làm việc ấy." Vận Kha nhận tiền và mấy cái bánh về rồi thì Võ Đại trả tiền rượu, đi bán bánh một lúc nữa mới về nhà. Nói đến vợ Võ Đại bấy lâu nay khinh miệt chồng thì cũng biết rằng không phải, nay đã khá hơn trước ít nhiều. Khi ấy Võ Đại về cũng vui vẻ như mọi ngày, thấy chồng có dáng uống rượu thì hỏi rằng: "Đại Lang hôm nay uống rượu ở đâu đấy?" "Có, gặp mấy người quen uống ở hàng mấy chén với nhau thôi." Người vợ lại bày cơm rượu cùng chồng ăn uống. Đêm hôm ấy Võ Đại không dở đến việc nghi ngờ. Rồi sáng ra Võ Đại chỉ làm ít bánh rồi gánh đi bán. Người vợ bấy lâu chỉ mải mê với trai, có biết đâu làm ít hay nhiều. Đợi chồng đi khỏi, lại lèn cửa sang buồng bậm già để đợi tình nhân. Võ Đại mới quẩy gánh ra khỏi hẻm rồi đón Vận Kha rồi nói: "Thế nào, chú thấy nó đến chưa?"
Nó chưa đến, ông hãy đi bán hàng một lát đã, rồi ông đến bên tả ngõ hẻm này đợi tôi. Võ Đại mới quẩy hàng đi bán một lúc rồi trở lại, thì Vận Kha bảo Võ Đại rằng: bây giờ chúng nói với nhau rồi, để tôi mang giỏ quà đến khiêu chiến vương bà rồi thi hành kế. Võ Đại y lời gánh hàng gửi một chỗ rồi ra dình ở một nơi. Vận Kha mới đem giỏ đến hàng vương bà rồi mắng rằng: con bộ già chó má kia, sao hôm qua mày đánh tao? Vương bà chợt thấy Vận Kha đến mắng chửi, liền uất khí xông lên, chạy ra nắm lấy Vận Kha mà đánh, rồi mắng luôn: thằng danh con, tao với mày không có chuyện gì, sao lại cứ đến đây chửi bới? Tao chửi mày là đồ sọm già với tính chó má đấy. Vương bà tức quá, nắm lấy mà đánh, làm Vận Kha tung cái giỏ ra, rồi Vận Kha kêu to lên. Hai bên ẩu đả nhau ầm ĩ, thì chợt thấy Võ Đại sắn quần áo ở đâu chạy thẳng vào buồng. Vương bà định bỏ danh con ra để chạy lại ngăn Võ Đại, nhưng danh con nắm chặt lấy không buông, thì vương bà chỉ còn cách kêu lên: Võ Đại đến đây! Làm cho người vợ nghe thấy vội vàng chạy đến đóng chặt cửa lại. Tây Môn Khánh chui xuống gầm giường để trốn. Võ Đại đấm phá cửa buồng không nổi thì miệng kêu gào lên: gián phu, dâm phu! Người vợ nói ra: bấy lâu múa mỏ khoe tài, bây giờ mới biết là đồ hổ giấy, ai sợ chi ngươi? Người vợ nói câu này có ý bảo Tây Môn Khánh ra đánh Võ Đại, cướp đường mà chạy. Thì Tây Môn Khánh nằm ở giường, nghe chị chàng nói thì hiểu ý ngay, liền đâm choàng chạy ra mở tung cánh cửa mà nói rằng: đâu, đứa nào dám đánh ta? Võ Đại thấy vậy, vừa to nắm lấy Tây Môn Khánh thì bị Tây Môn Khánh giơ chân trái đá cho một cái vào bụng, ngã lật ra đằng sau, rồi giả bước chạy cút thẳng một mạch về nhà. Vận Kha thấy Võ Đại bị ngã, Tây Môn Khánh chạy mất, bèn bỏ vương bà ra mà chạy nốt. Bấy giờ phố xá đổ ra xem thì thấy Tây Môn Khánh đã trốn rồi, nên không ai nói năng gì đến nữa. Vương bà thấy Vận Kha buông tha ra, liền chạy vào trong buồng, thấy Võ Đại mồm mép chảy máu ra lênh láng mà nét mặt xám hẳn lại, liền gọi chị chàng kia lấy nước lạnh rửa sạch, rồi vực theo ngõ hẻm về nhà đưa lên gác nằm đó. Ngày hôm sau, Tây Môn Khánh dò la tin tức, thấy không động chạm gì thước kiện thì lại điềm nhiên đi lại như cũ. Còn Võ Đại thì một mình ốm đau nằm ở trên giường tới 4-5 ngày vẫn chưa dậy được. Nước uống không có nước, mà vợ không thèm đếm xỉa đến, chỉ sáng nào cũng phấn sáp chỉnh đốn quần áo đi mãi đến chiều. Khi về thì lại hai má đỏ hồng, rõ là một tuồng dâm đãng. Võ Đại thấy vậy thì cay đắng trong lòng mà không biết làm sao được. Một hôm chàng gọi vợ đến mà bảo rằng: công chuyện của các ngươi làm ta biết cả rồi, ta định bắt đứa gian tặc kia, ai ngờ ngươi lại hùa với nó mà đánh ta dở sống dở chết thế này, mà ngươi cứ húi hí vui đùa với nhau. Ta ngày nay dẫu chết cũng không làm gì, xong còn em ta là Võ Nhị thì các ngươi đã biết, nó không phải tay vừa. Nếu nay mai nó về đây, tất sinh sự lôi thôi, không thể nào im được. Vậy các ngươi tử tế trông nom cho ta, thì khi hắn về ta sẽ làm ngơ cho, bằng không thì bấy giờ ta sẽ liêu. Chị chàng nghe vậy không nói năng chi cả, cứ lẳng lặng đi sang bên cạnh mà thuật lại cho vương bà và Tây Môn Khánh biết. Tây Môn Khánh nghe vậy thì dậm chân xuống đất mà kêu rằng: ôi trời ơi, nếu vậy thì biết phải làm thế nào? Ta phải biết rằng Võ Đô Đầu đánh hổ núi Cảnh Dương là một tay đệ nhất hảo hán ở huyện Thanh Hà. Nếu mình chạm vía với lão ấy thì còn sống thế nào được? Cái ân ái của đôi ta đến quãng này thực là khó nghĩ. Không lẽ nào cho đành, vậy còn biết làm sao cho được? Vương bà nghe nói thì cười nhạt mà rằng: tôi chưa từng thấy một người đẩy thuyền như tôi đây còn chưa sợ, mà một người cầm lái như cậu đã cuống chân cuống tay như thế bao giờ? Tôi thực là làm một thằng con trai, nhưng đến những lúc như thế này thì thực không có cách gì gỡ ra được. Chẳng hay bà có kế gì? Thế các người định làm vợ chồng lâu hay vợ chồng ngắn? Thế nào là vợ chồng lâu, thế nào là vợ chồng ngắn? Nếu làm vợ chồng ngắn thì bắt đầu từ hôm nay hãy rẽ duyên đi đôi ngả. Đợi khi Võ Đại yếu dậy sẽ nói lại với hắn, thì Võ Nhị về đây tất cũng im chuyện. Rồi sau này nếu khi Võ Nhị có việc đi quan, đi đến đâu thì bấy giờ lại sum họp với nhau, thế là gọn nhất. Bằng muốn làm vợ chồng lâu mà cùng nhau sống mãi, không còn sợ đến điều chi, thì tôi có một kế sách này, nhưng cũng khó lòng bảo cho các người được. Vâng, xin bà hết sức che chở mà bảo cho chúng tôi lấy cách lâu dài với nhau.
Cái kế sách này cần dùng đến một vật. Giá mọi nhà thì không có, nhưng giỏi xu đất khiến nhà cậu lại sẵn rồi. Cần có vật gì? Hay là bà bảo tôi quét mắt đưa cho bà chăng? Hiện bây giờ lão ấy đương đau yếu, nên ta thừa cơ mà hạ thủ ngay mới được. Cậu về lấy một miếng tỉ xương đem đến đây cho nương tử, mua một liều thuốc đau bụng về cho lão uống. Đến khi chết rồi thì ta đem đốt đi, thế là hết tích. Sau này võ nhị có về đến đây thì chị dâu với em chồng có phép nào mà tra hỏi được. Bây giờ cũng đành phải chịu thôi chứ gì. Đoạn rồi ta cứ đi lại kín đáo với nhau, đợi khi hết tang thì sẽ về cưới. Như thế há không phải một kế trăm năm bền vững hay sao? Ôi bà ơi, nếu vậy thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà không làm thế nào cũng không được. Cậu phải biết, rẫy cỏ phải trừ gốc, nếu không cẩn thận thì tất là khổ về sau. Cậu phải về mau, lấy đem đến đây, để tôi bảo nương tử hạ thủ, rồi khi thành công phải đền ơn tôi mới được. Đúng là độc thay tâm địa đàn bà, mưu kia thế nọ chẳng quá vì tiền. Xét soi chẳng hỡi hoàng thiên, sinh chi những giống đào điên khổ đời. Bấy giờ ma ngũ sắc đưa ám ảnh mê hồn, làm cho Tây Môn Khánh mất cả tâm thần trí tuệ, không còn trông trước trông sau chi nữa. Bèn lập tức đi mau về nhà mà lấy ngay thuốc độc đem đến cho vương bà. Vương bà mới cầm lấy thuốc độc rồi bảo chị Trang kia rằng: vừa rồi võ đại bảo nàng nên trông nom tử tế, thì sau này không nói với võ nhị nữa. Vậy bây giờ nàng nên nhân câu ấy mà làm ra mặt thương yêu hối hận để phục dịch cậu ta. Nếu anh ta có đòi uống thuốc thì nàng pha một chút tỳ xương này vào thuốc đau bụng mà đổ cho anh ta uống, rồi chạy lánh đi một chỗ. Đến khi nào thuốc ngấm làm cho đứt ruột đứt gan mà anh ta kêu lên thì nàng sẽ đem chăn mà đắp kín cho hắn, mà phải cẩn thận vững vàng, chớ cho ai nghe thấy tiếng mới được. Đoạn rồi đun sẵn một nồi nước nóng và lấy một khăn lau để đó. Thế khi anh ta chết rồi thì thất khiếu phải chảy máu tươi. Bây giờ nàng sẽ bỏ chăn ra mà lấy rẻ xâm nước nóng lau kỹ đi một lượt, rồi sau sẽ khâm liệm bỏ vào áo quan mà khiêng đi thiêu hóa là xong. Chị chàng kia ung dung đáp rằng: làm thế thì tốt lắm, nhưng tay chân tôi mềm yếu, không biết rằng có thi hành nổi hay không. Vương bà mới nói: cái đó thì khó gì, bây giờ nàng sẽ gọi cửa đây rồi tôi sang giúp cho. Tây Môn Khánh lấy làm đắc sách mới bảo hai người: các bà phải làm ăn cho cẩn thận, rồi sáng mai tôi sẽ đến đây xem sao. Nói xong từ biệt mà về. Bấy giờ vương bà mài tỳ xương nhỏ biến ra rồi bọc lại cẩn thận cho chị chàng kia. Chị chàng ta dắt thuốc vào mình rồi trở về nhà. Bèn đến chỗ võ đại nằm, thấy võ đại đã mê mệt lờ đờ như người sắp chết, nàng liền giả cách ra chiều thương xót mà khóc òa lên. Võ đại thấy vậy mới hỏi rằng: làm sao mà nàng khóc? Chị chàng lau nước mắt đáp rằng: tôi chót dại bị người ta lừa dối, để đến nỗi chàng phải chịu thiệt thòi như thế, thực trong lòng hối hận vô cùng. Nay tôi tìm được một nơi thuốc hay, nhưng chỉ sợ chàng còn nghi ngại nên không dám đem về đưa chàng uống. Võ đại mới rên rỉ mà rằng: nếu nàng cứu được cho ta khỏi thì ta không còn chấp chi những chuyện trước, mà cũng không khi nào nói với võ nhị. Nàng cứ lấy thuốc về đây cho ta uống. Chị chàng nghe nói vội vàng lấy ít tiền chạy sang nhà vương bà ngồi, bảo vương bà mua cho một liều thuốc đau bụng rồi xăm xăm đưa về cho võ đại xem mà nói rằng: đây, thứ thuốc đau ruột thầy thuốc dặn đến nửa đêm uống, rồi lấy chăn đắp kín mít cho toát mồ hôi ra là sáng ngày khỏi. Võ đại gật đầu khen rằng: nếu vậy thì tốt lắm, đêm nay nàng phải tỉnh ngủ mà cho tôi uống mới được. Bấy giờ trời đã tối mịt, chị chàng kia thắp ngọn đèn lên rồi để đó, rồi bắc nồi nước lã lên lò, rồi bỏ một cái khăn tay vào đó đun sẵn cho nóng. Đến đầu trống canh ba, chị chàng mới bỏ thuốc độc vào chén, rồi múc một chén nước lã lên, hỏi võ đại lấy thuốc đau bụng mà hòa lẫn vào đó, rồi đổ cho võ đại uống. Võ đại uống được một hớp rồi bảo với vợ rằng: sao cái thuốc này nó khó uống thế? Chị chàng kia mới đáp rằng: sao cho khỏi bệnh là được, cần gì khó uống. Nói xong lại nâng chén thuốc đổ cho võ đại. Võ đại vừa há mồm ra thì chị chàng cầm cả thuốc độc dốc vào cuống họng, rồi để nằm vật xuống đó mà vội vàng đứng dậy chạy ra. Được một lát thì võ đại kêu lên một tiếng: ôi trời ơi! Rồi nói lên rằng: nàng ơi, sao uống thuốc vào lại đau ruột thế này?
Chị chàng thấy kêu như vậy, liền chạy đến kéo chăn lên mà đắp chùm cả đầu đuôi cho rõ kín. Võ Đại lại kêu lên rằng: "Hơi tức lắm, không sao chịu được." Chị chàng đứng bên cạnh đáp rằng: "Thầy thương dặn phải như thế mới được vã mồ hôi." Nói đoạn lại sợ Võ Đại cựa dậy, liền nhảy lên trên mình Võ Đại mà giữ chặt lấy bốn đầu chăn, làm cho anh kia không sao mà cựa được. Võ Đại nằm trong chăn kêu lên một tiếng, thở hộc lên mấy hơi nữa, rồi ruột xé gan bào, chẳng phút chốc đã hồn về chín suối. Thương ơi, vì đâu đạo nghĩa tan tành, càng trong thế thái nhân tình càng cay. Mình mang trời rộng đất dày, nọc tình giết hại xưa nay bao người. Cầm gan muốn đập kêu trời, bảy chi tay mắt cho đời oái oăm. Khi ấy chị chàng đốn mặt kia mở chăn ra, thấy Võ Đại đã nằm chết ra thẳng đuỗi, nghiến hai hàm răng làm một, mà trong thất khiếu đều chảy máu tươi ra. Nàng liền nhảy xuống giường, rồi chạy xuống gác đi ra cửa sau, lên tiếng đằng hắng cho vương bà biết. Vương bà nghe tiếng liền chạy ra hỏi rằng: "Thế đã xong chưa?" "Xong rồi, nhưng chân tay yếu mềm, không làm sao thi thố được." "Có khó gì, để tôi sang giúp." Nói đoạn liền xán áo đi sang, bưng nồi nước nóng lên gác, cuốn chăn lại mà lau sạch máu me cho Võ Đại, rồi khiêng xuống dưới gác, lấy áo xiêm khăn giấy mặc cho Võ Đại tử tế, đặt lên giường nằm, lấy mảnh giấy phủ lên mặt và lấy cái khăn sạch sẽ đắp lên cho chàng. Đoạn rồi hai người lại lên trên gác dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy. Rồi vương bà trở về nhà yên nghỉ. Chị chàng kia vở vĩnh khóc cho đến sáng. Vào khoảng đầu trống canh năm, Tây Bốn Cánh đã bỏ đến nhà vương bà để dò hỏi tin tức. Vương bà mới liền đem đầu đuôi mọi chuyện thuật lại cho chàng nghe. Rồi chàng đưa tiền cho vương bà để mua sắm quan khách cùng các đồ tống táng. Bấy giờ vương bà gọi chị chàng độc ác kia sang để bày chuyện. Thì chị chàng kia nói với Tây Môn Khánh rằng: "Bây giờ Võ Đại chết rồi, còn thân tôi đây hoàn toàn trông cậy vào cậu cả đấy." Tây Môn Khánh mới cười nói: "Cái đó tất nhiên, nàng không cần phải nói. Bây giờ có một việc rất cần, là tên Đoàn Cầu Hà Cửu Thúc vốn là người sắc sảo xưa nay, nếu lỡ già nó biết mà nó không chịu khâm liệm cho thì bây giờ sẽ làm sao?" Tây Môn Khánh mới nói: "Việc đó để tôi bảo hắn, tất là phải nghe lời." "Nếu vậy thì cậu phải đi ngay đi." Tây Môn Khánh nhận lời rồi đi ngay. Bấy giờ trời đã sáng tỏ, vương bà đi mua quan quách cùng các thức vàng hương đem về cho chị chàng kia. Đoạn rồi phố xá đôi bên đổ đến thăm viếng, thì chị chàng ta lại giả vờ khóc lóc, làm ra bộ thương xót vô cùng. Phố xá có hỏi gì đến bệnh tật, vì sao mà chết, thì chị chàng đáp rằng: "Chỉ vì cái chứng đau bụng chữa mãi không khỏi, rồi sau càng ngày càng nặng mà không sao cứu được nữa." Chị chàng nói xong lại làm bộ khóc váng cả nhà lên. Đám phố xá thấy vậy, ai cũng biết là Võ Đại chết oan, song không có việc gì can thiệp đến ai, nên cũng làm ngơ mặc đó mà khuyên giải mấy câu cho xong chuyện, rồi thì ai về nhà nấy. Vương bà mới cho đi mời Hà Cửu Thúc về để khâm liệm và đón hai vị sư về để làm độ vong. Bấy giờ Hà Cửu Thúc được tin mời, liền sai bọn đời tớ đi trước đến để sắp sửa đồ đạc, rồi mình lững thững đi sau. Khi tới đầu phố Tử Thạch, bỗng gặp Tây Môn Khánh gọi mà bảo rằng: "Hà Cửu Thúc đi đâu bây giờ đấy?" Hà Cửu Thúc đáp: "Tôi đến khâm liệm cho Võ Đại Lang trong phố đây." "Hãy đến đây tôi nói câu chuyện này." Tây Môn Khánh nói xong, bèn dắt Cửu Thúc vào một hàng rượu ở gần góc phố, rồi mời vào nói chuyện. Hà Cửu Thúc mới chối từ rằng: "Chúng tôi đâu dám ngồi với ngài như thế." Tây Môn Khánh nói: "Cần chi Cửu Thúc phải khiêm tốn như thế, hãy cứ ngồi đây tôi nói chuyện." Nói đoạn hai người cùng ngồi xuống, rồi gọi nhà hàng đem rượu cùng hoa quả thức ăn lên, mời Cửu Thúc cùng uống. Cửu Thúc nghĩ thầm trong bụng: "Cái thằng này nó có ăn uống với mình bao giờ? Cái này tất là có chuyện rắc rối gì đây." Nghĩ đoạn hai người cùng uống rượu với nhau. Một lát Tây Môn Khánh lấy 10 lạng bạc ra để bàn, mới bảo Hà Cửu Thúc rằng: "Cái này Cửu Thúc hãy nhận lấy cho, rồi sau đây tôi xin đưa tạ ơn nữa." Hà Cửu Thúc chấp tay đáp rằng: "Chúng tôi không có công lao gì, lẽ đâu nhận tiền của ngài, và chăng ngài có gì sai bảo, chúng tôi cũng không dám thế." "Không, Cửu Thúc cứ cầm lấy, rồi tôi nói chuyện."
Vâng, xin ngài hãy cứ nói. Thế nào chúng tôi cũng xin vâng. Tôi chỉ có một việc, là lát nữa Kiều Thúc khâm liệm cho Võ Đại, thì Kiều Thúc che đậy mà kín đáo giúp cho, thì tôi cảm ơn lắm. Việc ấy thì nó tầm thường, có chi tôi dám nhận tiền. Nếu không nhận tiền là Kiều Thúc không chịu giúp tôi rồi. Xin cứ lấy cho. Hà Kiều Thúc vốn trưa nay sợ Tây Môn Khánh là tay gian hoạt, lại hay đi lị đám tư quan mà bắt nạt đám dân gian, nên bất đắc dĩ phải nhận lấy rồi cáo từ mà đi ra. Khi bước chân ra khỏi cửa, Tây Môn Khánh lại dặn với rằng: Kiều Thúc nhớ chớ để tốt lộ mới được, rồi sau sẽ tạ ơn. Kiều Thúc vâng lời rồi chia tay, mỗi người đi một ngả. Hà Kiều Thúc vừa đi vừa nghĩ lầm nhầm: Quái lạ, ta liệm cho cái thằng Võ Đại thì việc gì đến cái thằng này mà lại cho nhiều tiền thế nhỉ? Chẳng hay ở trong lại có điều chi rắc rối đó chăng? Chàng nghĩ vậy thì trong bụng lấy làm nghi hoặc vô cùng. Khi tới trước cả nhà Võ Đại, đã thấy những đầy tớ đứng đợi ở đó, thì Kiều Thúc hỏi rằng: Võ Đại chết vì bệnh gì đấy? Lũ đầy tớ nói rằng: Chúng tôi thấy người nhà nói là bị đau bụng mà chết. Hà Kiều Thúc nghe đoạn, vén màn bước vào thì thấy Vương Bà đón mà nói rằng: Sao Kiều Thúc đến chậm thế? Tôi có bận việc một tí nên chậm một chút thôi. Bấy giờ và Võ Đại cũng giả vờ mặc áo xiêm trắng, khóc từ trong nhà mà đi ra. Hà Kiều Thúc liền nói rằng: Thôi, nương tử khóc làm gì nữa, tội nghiệp. Đại lang mất thế mà tôi không biết gì cả. Chị chàng lại bưng vờ lên mặt mà nói rằng: Khốn nạn, đại lang nhà tôi chỉ đau bụng có 5-3 hôm mà thiệt mạng, thực là cay đắng cho tôi lắm. Kiều Thúc nhìn kỹ chị chàng một lượt, rồi tự nói một mình rằng: Trưa nay chỉ nghe tiếng Võ Đại nương tử là người đẹp, nay mới biết được rõ người như thế. Cái 10 lạng bạc của anh chàng Tây Môn Khánh này rất là có nguyên cớ chi đây. Nghĩ đoạn chạy vào chỗ xác Võ Đại nằm, cất cảnh phan lên, mở tờ giấy phủ mặt ra, rồi dùng hai con mắt thần trong suốt mà như bảo ngọc mà định tình nhìn kỹ vào mặt Võ Đại. Đoạn rồi bỗng dưng kêu lên một tiếng ngã vật ra đằng sau, miệng hộc máu ra, năm đầu ngón tay tím lại, nét mặt tái nhợt đi, mà hai con mắt lờ đờ như người sắp chết. Cả nhà thấy vậy, ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu ra ý làm sao. Đúng là ta nuôi máu tình pha lẫn tỏi tanh, lấy ai cứu vớt phù sinh cho đời. Bác thang lên hỏi ông trời, thuốc đầu chưa được con người táng tâm. Đường nhân lối nghĩa âm thầm, nghe như nước réo non gầm đâu đây. Giấc tình một tỉnh mười say, tiền nhân hậu quả sau này xem sao.